Dạ rồi. Rồi nói đi. Đường hô hấp ở bên tay phải, đường hô hấp ở bên tay phải nó dốc hơn đường hô hấp ở bên tay trái. Phải phải nó dốc hơn bên phải trái. Chỉ có vậy thôi sao? Có bạn nào xung phong nói không? Ê, đừng bóp cuộc hỏi coi. Tức là mình nói hết luôn hả cô? Nói cái đường hô hấp hết cơ. Này là À, phế quản nói cơ. được với đâu, em tên gì? Dạ, bỏ hàng thật cơ. Bỏ ăn thật rồi, em nói đi, nói cho chị nghe coi em hiểu được tới đâu. Dạ cái theo trên hình đó thì này, trên hình thì nó là cái cấu tạo gồm có cái khí quản và các phế quản. Khí quản đi xuống thì chia làm phế quản phải và phế quản trái. Phế quản bên tay phải thì nó to hơn và nó dốc, nó thẳng hơn và cho nên dị vật rồi nó hay về rơi vào đó. Và mấy anh tay phải thì nó chia làm ba thùy và các phế quản chia vô đó cũng chia làm các phế quản thùy, các phế quản nó nhỏ hơn, cái nhánh nhỏ hơn và tận cùng là các phế nang. Còn bên kia là góc cái phế quản trái thì chia làm hai thùy, nó đi vào hai thùy. Em ăn em a mấy vậy? Dạ A11 ạ. Ừ. Nói chung là lớp này học đều nhất là tôi thấy A11, hầu như là A11 thích nói và học đều nhất. Tương đối là khá rồi. Nữ của tôi là có Lý Anh Nhu Dung, rồi có Gia Hân, có Mai, có Thủy với Thoảng, nhưng mà tôi chưa hôm nay chưa hỏi nữ ha. Để nói luôn, tôi ôn lại giải phẫu luôn hết cho mấy em. Một người nói rằng đúng thì coi như là tôi được rồi, chứ còn tôi hỏi nhiều người thì chắc là không có gì giờ rồi. Từ mũi hay hệ thống lông mũi để đi vào, nó sẽ cản bớt những cái vật khí ô, những cái hạt bụi mà dưới 0,5 từ từ đi vào. Thì giờ khí quản của mình là có qua hầu rồi đi vào khí quản. Hầu thì có ba hầu ha. À, rồi đi vào khí quản là 16 đến 10, 16 đến 20 cái ruộng thanh quản, là những cái ruộng đó đàn hồi, nó có dây đàn hồi và nó là chỉ đề ngược. Rồi tới góc D4 là cái góc đó là gọi là góc phế quản gốc. Nó mới tách ra làm hai, phế quản phải và phế quản trái. Ở phế quản phải và phế quản trái nó tách nhau như vậy, nó tạo ra cái góc này được gọi là góc carina. Và góc carina đối với các em mà chụp X-quang rất là phải chú ý, đó là D4. Còn đối với các em mà chụp CT MRI thì là D4, D5 đó, D3, D4, D5 đó. Cái vùng đó trở lên được gọi là cửa sổ chúng ta, còn vùng dưới nó gọi là cửa sổ nhu mô phổi. Thì ở đây phế quản phổi phải á, phế quản gốc nó chia phế quản phế quản ở phổi bên phải thì nó lớn hơn thì đúng rồi, nhưng mà cái quan trọng muốn nói với mấy em là nó cao hơn bên trái, bên phải cao hơn bên trái và bên phải là 45 độ. Em về kẻ một đường vuông đi thì em sẽ thấy là nó đúng là góc 45 độ ha. Còn ở đây là 75 độ. Nhớ giùm cho tôi, ở ngay góc phế quản phải thì cao hơn phế quản trái và nó 45 độ, còn này 75 độ nên nó tạo cho cái góc này là từ 55 đến 70 độ. Cái này nó quan trọng đối với cái trường hợp mà có cái rãnh Argyros ha. Thì các em nhớ là nãy bài học tôi có nói là cái màng tạng với màng màng lá phò màng màng tạng với màng màng phổi tạng với màng phổi thành á, nó hợp nhau ở đâu? Nó ở rốn phổi á, thì ngay chỗ đó mình sẽ có nhiều cái để mình học ha. Rồi khi đưa xuống đi tới rốn phổi là cái vùng này á,
thì bên phải lại thấp hơn bên trái. Bên trái là hình dấu phết. À, dấu phẩy, nhưng mà bên phải là hình tỷ chắc ngang, tức là rẽ hoạt như vậy. Rồi khi mà vào trong phế quản á, thì nó có ba nhánh. Nếu bên phải là phế quản thân thì phải phế quản ra thì đỉnh, phế quản thì giữa và phế quản thì dưới. Rồi chưa? Rồi từ vị đỉnh nó đến với đi vào phế quản phân thì đỉnh trên, đỉnh ngoài, đỉnh 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 phân thì đỉnh trên, đỉnh ngoài và đỉnh sau. Thì phế quản nó được chia làm như bao nhiêu? 23 đời. Nhưng mà thật sự là nghe kỹ nè, mình bây giờ mình lớp lớn rồi mình học nhiều hơn. Nó chia đầu tiên là nó không còn sụn, nên đó nó chia thành 15 đời. Thì nó gọi là tiểu phế quản phân thì. Đến khi rồi nó tới cái đời 15 thì nó chia tiếp 8 đời. Thì đó nó chia từ 3 đến 8 đời. Thì cái đời mà gần cuối á thì nó sẽ là tiểu phế quản tận. Là nó có cái bắt đầu từ 15 trở đi là nó hết sụn rồi đó. Nó tiểu phế quản tận. Rồi sau đó nó mới tới cái phế quản, tiểu phế quản hô hấp. Rồi tiểu phế quản hô hấp nó mới là phế nang, ống phế nang và vào những cái túi phế nang này. À, mình học là học về chỗ túi phế nang là giờ mình học vậy. Những túi phế nang cách nhau là những cái rãnh, rãnh này là gọi là vách phế nang nè. Giữa những vách phế nang này đó là gọi là mô kẽ. À, tức là dịch kẽ mô gian bào đó. Thì túi phế nang thì nó phải có ống phế nang rồi đó. Toàn bộ đó gọi là cái phế nang thì đó. Nói tiếp với nó là tiểu phế quản hô hấp. Rồi còn trên nó gọi là tiểu phế quản tận. Do đó người ta mới nói á, một đơn vị hô hấp là gồm có tiểu phế quản tận và cái phần chùm nhầm này lại là gì? Xin lỗi. Một đơn vị hô hấp là gồm có phế nang, túi phế nang ha, với lại tiểu phế quản hô hấp. Đó là một đơn vị hô hấp. Rồi nó mới kết hợp với tiểu phế quản tận để nó tạo thành tiểu phế quản phân thì. Gọi là tiểu gì? Tiểu thì thứ cấp. Gọi là tiểu thì thứ cấp. Đó. Nhớ không? Còn này là tiểu phế quản phân thì. Còn cái này tiểu phế quản thứ cấp. Nhớ chưa? Tiểu phế quản thứ cấp là gồm có đơn vị hô hấp và cái tiểu phế quản tận. À, rồi thế thì bây giờ sẵn ở đây có cái nhánh, mấy cái nhánh này thì kia, thì mình ở phổi bên phải của mình á, mình chia làm thì trên, thì giữa và thì dưới ha. À, còn ở bên phải trái thì chỉ có thì trên và thì dưới. À, thì tôi nói nôm na em ở giữa nó có cái thì lưỡi, nhưng mà thì lưỡi đó thật ra nó xuất phát từ đâu? Từ thì trên. Nó còn gọi là phân thì lưỡi của thì trên, chứ không có nói là thì giữa, nghe chưa? À, hỏi bài thi mà hỏi ở bên trái mà có thì giữa là chết đòn. À, mà cũng không gọi là ba thì, tại vì thì lưỡi này là nó là thuộc loại phân thì trên, của phân thì của thì trên. Rồi thường thì đỉnh á, đó là đỉnh thì trên, mà đỉnh trên á là nó nằm như vậy. Rồi còn số 2 với lại số 3 đó thì nó là cái số 3 là trước, số 2 là sau ha. À, đó nè, này thì trước nè, này sau nè, còn này trên đó, toàn bộ này là của thì trên nè. Thì chưa? Thì này đỉnh nè, số 1 là đỉnh nè, số 2 là sau, số 3 là trước, thấy chưa? Rồi còn thì giữa đó thì nó chỉ có hai thì. Cái gì em? Còn thì giữa đó thì nó có hai phân thì, số 4 và số 5. Nên thì sao là số 5 trước. Số 4 ra số 5 trước. Còn cái thì dưới nè. Thì dưới thì như thế nào? Thì dưới á, thì nó có cái thì số 6 ở đằng sau. Rồi thì số 7. Rồi thì 8, 9, 10. 9 là trung gian, 10 sao là trước ha.
Thì mấy em có biết rằng là ở cái thùy mà của bên phải á, mình có cái phân thùy số 7, nhớ chưa? Nhớ không? Rồi bên trái đây. Bên trái thì mình là 55. Cái 664 chứ. Thì cái thùy đỉnh á, của nó đó vẫn là ở trên. Nhưng mà số 2 với số 3 này nè, cái số 1 với số 2 nó nói với nhau, nó nằm ra phía sau, tức là thì đỉnh hơn hoặc ra phía sau, số 1, số 2 là nằm ở đằng sau. Rồi số 3 nằm đằng trước, thấy không? Số 1, số 2 nằm đằng sau, số 3 nằm đằng trước. Rồi cũng ở số 4, số 5 là cũng ở thì ở trên, cùng có cả trên thì trên nè. Thì trên nè, thấy không? Thì trên nè, đó. Này nè, cái này là phía sau, còn này phía trước. Còn cái này á là gọi là phân thì ở thì trên trái nha, là số 5 đằng trước, số 4 đằng sau. Rồi ở thì lưỡi là phía sau nè, nó cho em số 6. Em nhìn kỹ đi, ở bên này không có số 7, nhớ chưa? Số 1, số 2 đằng sau. Thì cái phân thì lưỡi số 6 này á, nó nằm ở phía sau này nè, nó nằm ở phía ngoặt trên dao á, thì nó không có số 7 và nó được gọi là thì lưỡi của phân thì trên. Nó là phân thì trên nha. Còn thì dưới nó còn có số 8, số 9, số 10. Nghe chưa? Rồi. Nhớ chưa? Cái này phải cần, phải học, phải coi để mà biết. Nếu cho những người làm lâm sàng, chẳng hạn như mấy anh Iemon, anh Khắc Bình, anh Iemon gì, anh Iemon là y sĩ mà, phải không? Anh Iemon gì đó. Rồi. Vậy là biết sơ về như vậy rồi ha. Nói cái này phải kỹ lắm mà nói cho mấy em. Do đó mà từ cái này nè, cắt lớn lên cho mấy em, thì các em thấy rằng á, là cái nang hô hấp và tiểu phế quản thận được gọi là một cái đơn vị hô hấp. Và khi cái đơn vị hô hấp này tìm cùng với một những cái túi phế nang, túi của cái nhánh tiểu phế quản này được tạo thành là tiểu thùy thứ cấp. Coi như tiểu thì thứ cấp là bắt đầu từ đây, là từ cái số 15 nè, đi xuống là số 8 á, 8 cái thằng chia nhánh này nè, đó thì gọi đây là tiểu thì thứ cấp. Thì người ta mới lấy một miếng nhỏ tiểu thì thứ cấp, người ta đưa lên cho mình thấy. Thì đây là gì? Đây là những cái phế nang của mình, những vách phế nang, rồi đây là động mạch tĩnh mạch máu nè, rồi cái vách mô kẽ nè, rồi ở đây là nói cái đơn vị của nó, thì toàn bộ cái này gọi là tiểu thì thứ cấp. Chắc là tôi sẽ không hỏi mấy em đâu, đến những đầu này để dành cho bác sĩ, nhưng mà cũng giải thích cho mấy em coi để mấy em hiểu được vậy ha. Tức là trong phổi mình nó có tiểu thì thứ cấp và tiểu thì chính đó, nó chia ra nhỏ nên mới 23 đời là như vậy đó. Nhưng mà mấy em phải học thuộc cho tôi cái biết được cái đơn vị hô hấp, nếu như em nào là làm về lâm sàng. Còn bên cạnh lâm sàng thì thôi khỏi. Rồi thì cái hình đó được quy chiếu qua cái hình này là một cái tiểu thì phổi của mình đây. À, thì đây là phế nang, là động mạch rồi nè, đó là vách mô kẽ. Rồi bây giờ thì mình phải biết một tia cũng giống như vậy. Thì đây D3, D4 em. Nhưng mà mấy mình nói nó đúng tia. Hồi nãy mình nói đúng tia là bình thường thôi. Bây giờ một cái viên phổi thẳng em nói đúng tia là mấy em chỉ nói cho tôi sơ bài hồi nãy nói rất là sơ. À, còn bây giờ đúng tia là em phải thấy được cái gì? Nhu mô phổi có các mạch máu, nó ở sau bóng tim. Các mạch máu này nó chỉ đi đến thành trước ngực khoảng 1-5 cm. Và khi em chụp đúng tia, tức là đúng 100-120V, thì là cột sống sau bóng tim nó mờ đi. Nó chỉ có khoảng đốt sống D4, D3, D4, D5. À, D3 ở đây là sai, mai mốt tôi sửa lại là D4. Tại vì bây giờ là mình là rõ tới D4 chứ hồi trước là D3 thôi. Khi em chụp một cái phim thì em sẽ thấy các mạch máu phổi nhìn thấy được sau cơ hoành và sau tim. Cung động mạch chủ bên trái nhìn thấy rõ, rồi cũng nhìn thấy cột sống sau trung thất. Cái này giống như cái nãy rồi thành ra đi qua. Nhưng mà ở đây là cùng nhau đếm á, đếm cái liên sườn á, cái hình này rõ nè. Rồi khi mà em chụp tư thế thẳng đứng là em chụp như thế nào? Hai cái đầu trong của hai xương sườn phải đối xứng qua gai sau của cột sống thắt lưng. Đây, cột sống thắt lưng, gai sau là nè.
thì hai cái đầu xương sườn này nè, cái hình này không có rõ chỗ đó, nó phải đối xứng nhau đúng không? Đó chưa, bỏ cái hình này đi, chúng học tới đây. Cái gai sao là mõm này mõm gì, mõm gai còn mõm ngang đó, thì hai cái đầu xương sườn này nè nó phải đối xứng qua, nó bằng nhau hết ha. Rồi xong rồi thì khi mà em hít vào mà không đủ thì em tạo nên cái đám mờ giả. Em coi là mờ tức là đen thùi của mình nè. Thì em thấy không? Em tưởng như là giống như hình này nó bị tràn khí hay có u gì, tại vì hít vào không có đủ ha. À, rồi còn có cái hình là rung nữa. Còn bây giờ nếu mà hít vào tốt lên thì như thế nào? Thì rõ ràng là bệnh nhân này nó bị hai cái hít vào thì tốt nên rõ cái vòng hành ha. À, nhưng mà cái tia này quá cứng nha. Rồi khi mà em đúng kỹ thuật thì em sẽ thấy cái viên đó, em được thay cung sao thì thấy chín cái xương sườn, cung trước là sáu xương sườn, đều tất cả đều nằm ở trên vòng hoành. Vòng hoành là cái ngay chỗ tâm vị nè, là cái xương sườn xưa trước đó là số 6 đó. Bây giờ cùng đếm nè, cái xương sườn là số 1 nè, rồi số 2 nè, rồi số 3 nè, rồi số 4 nè, rồi số 5 nè, và đây là số 6, nó chạy xuống tới đây, nó ra tới đây thì là của cái đúng cơ hoành. Còn ở đây mình có thể đếm bên này mà cũng có thể đếm bên này, thì là 1 nè, 2 nè, 3 nè. Cái này là tại vì của cái này nha. Thôi vậy thì đếm bên này đi. 1 2 nè, 3 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7 nè, 8 nè, 9 nè. Các em tôi nói thì mệt quá, đáng lý để mấy em đếm, nhưng mà bây giờ thì thôi tôi đếm luôn rồi đó. Như vậy khi hít vào tối đa mà nín thở thì vòm hành bên phải ngang đầu trước xương sườn số 6. Đây, ngang với đầu trước xương sườn số 6 nha. Khi em được tư thế đứng thì phải thấy túi hơi dạ dày, thấy chưa? Đây, túi hơi dạ dày. Tia mà từ sau ra trước thì xương bả vai phải được tách ra ngoài hai phế trường. Xương này sau tách ra hai, xương bả vai tách ra hai phế trường. Tia đúng là đi từ sau ra trước và tách hai phần này. Và bây giờ mình học thì đố các em, mấy em nhìn cái này, cái hình này bên phải, cái hình này bên trái, hay là cái này là D1, cái này D2, cái nào là từ phim ra từ sau ra trước và cái nào là từ trước ra sau? Bây giờ còn có 8. D là từ sau ra trước ạ. À, em nào muốn nói? Em nào muốn nói? Em Bình ạ. Trần Thanh Bình. Trần Thanh Bình hồi nãy có rồi mà phải không? Rồi. Dạ. Nói làm sao? Cái hình dạ, D là từ sau ra trước, còn D2 là từ trước ra sau ạ. Các em có đồng ý với bạn không? Hay là các em thấy là không đúng? Có em nào nói ngược lại không? Không mà đồng ý rồi. Ờ, đồng ý thôi. Cái này là từ sau ra trước, bởi vì có cái cột sống nè. Ở này từ trước ra sau cột sống. Và chị mới giải thích cho mấy em về cái bóng tim. Khi em đi, em áp sát cái ốp vô đây. Thì cái khi mà em đứng đó nha, em đứng nha, và em áp sát thì cái tim của mình á, nó sẽ là cái đường kính khoảng như nhiêu đây. Nhưng mà khi em nằm ngửa và em áp cái ốp nó ở trên này, thì nó chủ yếu nó thấy bóng tim, thì lúc đó bóng nó được xây, nó lại lớn hơn ha. Chu vi tim to hơn ở trên D2, bóng tim sẽ to hơn ở trên D2. Rồi bây giờ mấy em coi, nếu mà tia mà từ sau ra trước, bây giờ mình từ trước ra sau nè, thì giờ bệnh nhân nằm ngửa và tim, em thấy không, nó tim nó làm sao? Bây giờ về xương đòn thì nó nhìn ngang và nó có lẽ cao, nó cao một chút hơn, và bóng tim thì to, mà chủ yếu không có ai để ý cái này nhiều, người ta để ý tới bóng tim thấy nó to ra. Do đó mà đừng có a phù cầm cái tim này lên phán người ta là bị
bệnh này bị bệnh tim rồi, bóng tim nó to nhưng mà không nhìn kỹ cái vờ cái xương bả vai nó còn nằm trong, mà xương nó là cái tay xương quai xanh nó nằm ngang ha, đó và phá người ta vậy, và còn chưa là chưa có hỏi cái này đã làm mờ nó đi rồi. Người ta sẽ ghi cho em là phim nằm, tức là trước là sau á. Và còn phim này á thì là cũng bệnh nhân này nè, đó cái tổn thương đây nè, bây giờ á bệnh nhân này nằm, nếu mà kịch đứng á thì cho thấy bóng tim nó trở lại bình thường ha, và tổn thương mình thấy ha, chứ không phải là như vậy. Thì đó, bây giờ phim nghiêng thì người ta nói như thế nào? Đầu tiên là túi hơi để đây là chồng, là không có nhìn thấy các khung sườn nó nằm chồng lên nhau, nhưng mà phải thấy được các cái gì, các cái khoảng sáng sau xương ức và khoảng sáng sau tim nha. Rồi và vòng hoành, nếu như mà nghiêng bên phải thì vòng hoành nó song song, còn nếu mà nghiêng bên trái thì vòng hoành nó cắt như vậy. Cho theo mấy em là cái này là nghiêng trái hay nghiêng phải? Nghiêng trái. Trái. Nghiêng phải cô ơi. Trái vậy? Nghiêng phải nó song song đó cô. Ừ, nghiêng phải rồi. Cô. Nghiêng phải nha. Mới vừa nha. Vòm hoành nè nó song song thì là nghiêng phải, còn vòm hoành nó cắt là nghiêng trái. Một hồi nhăn nhãn thấy nhiều hình, bây giờ mình rồi mình mới coi cung sao của các xương sườn nó chồng lên nhau, tim chụp mà lúc hết vào thì các cùng độ xương hoành sẽ rõ. À đây mình phân tích từng cái, các cùng độ của xương, nhìn rõ hết ha, cái nào là tim, cái nào phổi, và các xương sườn nó chồng lên nhau rồi ha. Nó ở phần sau. Các vòm hoành phía trước phải nằm ngang xương sườn thứ 6 luôn. Đây, coi. Các vòm hoành ở phía trước nó nằm ngang xương sườn số 6 không? Nếu mà em lấy xương sườn đếm đến thì đúng là nó nằm ở số 6 nha. Rồi. Mình vẽ rõ bên phải rõ hơn sau trước, tê thì ý trái thì không rõ và trái là chéo. Tôi chủ yếu là cho mấy em là câu này nè, chéo với ngang á, túi hơi dài dài là phải thấy ha, nhu mô phổi là thấy được cái khoảng sáng sau ức và khoảng sáng sau tim, cũng như các rãnh liên thì ha, các rãnh liên thì ở đây. Rồi nếu mà em phân tích một cái viên, một hồi là mình đi tới có nhiều rãnh liên thì đồ đỏ lắm. Một khi mà em phân tích cái phim á là em phải coi da, tức là cái nét da, rồi cái vùng mỡ, cái vùng cơ ở đây. Cái vùng cơ ở đây đó là đỉnh phổi nãy coi rồi, cơ hoành coi rồi. Ý cơ ức đồng chẩm, cơ ức đồng chẩm với lại vùng xương vai. Rồi cái thứ hai mỡ là người mập mạp là những cái vùng mỡ này và bóng vú của nữ mà có ứ mỡ. Rồi núm vú nữ thì đi theo cái bóng vú, còn nam thì nó cao hơn. Rồi xương bả vai có tách ra không, xương sườn như thế nào, xương ức như thế nào. Tôi có nói với mấy em xương ức của mình là những mảnh xương ghép lại hay là nó là một mảng xương không? Nói rồi phải không? Nói rồi. Rồi bây giờ mình nộp về vòng hoành, thì vòng hoành phải cao hơn vòng hoành trái. Hồi trước là người ta nói 3 đến 4 cm, giờ người ta nói là khoảng 2 đến 3 cm thôi. Nhưng mà đó là chỉ có 10% ngày nay người ta thấy có thể nó bằng hoặc là nó đảo ngược lại. Bình thường thì màng phổi không thấy ở trên X-ray đâu. Đây, cái hình mà muốn nói với các em là nếu như mà em chụp đúng thì cái chụp đó, đúng á thì là cái đầu của hai bên xương sườn nè. Hai bên xương bàn đánh á, xương quai xanh á, thì nó sẽ như thế nào? Nó khoảng cách nó bằng nhau ha. Nhưng mà chỉ cần đứng mà em lệch một cái thôi thì là nó đi lệch về thế này ha. Này bị xoay, gọi là xoay, mà nãy tôi có vấn đề tôi nói với em xoay á ha. Về các rãnh liên thì các bạn nhớ về
phim á, nếu mà thẳng đứng như vậy thì bà, mấy bạn nếu có thấy thì cái này rẽ cũng sai tới đây thôi. Rãnh liên thì bên phải có thể thấy được cái rãnh liên thì bé ha, còn rãnh liên thì lớn là đây. Thì người ta rẽ cho mình đây là cái rãnh liên thì lớn và rãnh liên thì bé đây nha. Nhưng mà không phải dễ dàng thấy đâu. Và còn ở bên phim trái thì đây là rãnh liên thì chính nè và ba rãnh liên thì phụ ha. Bây giờ một cái tư thế mà mình nói về cái này muốn nói lên với mấy em là khi mà có một cái hình này chụp lên, các em thấy rằng nó như thế nào, nó mờ, nó không thấy rõ các mạch máu ha, và cái góc sườn hoành nó cũng không có tù, góc sườn hoành nó không có tù nhọn, nó mờ mờ ha, nó gọi là sáng á, mà nó sáng lên. Thế thì em nghĩ nó là gì? Nó bị gì? Nó có bị tràn dịch không? Hoặc là ở bên này nè, nó mắc góc nhìn, không biết là nó có dị vật hay gì, không biết. Thì mình nghi ngờ cái trường hợp bị tràn dịch màng phổi nhưng mà không thấy rõ thì mình cho chụp tim nghiêng, mà mấy em đã nói với mấy em là chụp tim nghiêng á, mà tia đó chiếu ngang. Thì khi chụp ra thì mình sẽ thấy được nó tràn dịch màng phổi ở bên trái như vậy. Như vậy thì mình mới nói đối với một người mà bị tràn dịch màng chào phổi trái mà không được á, mình sẽ chụp tim nghiêng mà nằm á thì mình sẽ thấy cái gì? Mờ lan tỏa phế trường với cái bóng mạch máu vẫn còn nhưng mà không có rõ ha. Còn bóng mạch máu mà không còn là trong càng khí, đúng không? Mờ đây nè, mờ lan tỏa, nhưng mà đó rất là khó thấy ha. Rồi đỉnh mờ cái vùng đỉnh phổi ngoại biên, tại vì luôn luôn hãy nằm á là sẽ thấy nó mờ hết, tại vì nước nó chảy đều ra theo chiều nằm, chứ đừng có nói là ví dụ như bệnh nhân này bị tràn dịch ở vùng đáy mà giờ cô đưa đó sao cô thấy nó tưởng nó tràn dịch hết nguyên phổi, không có nha. Cái này là trường hợp là hiếm gặp, nó nằm ở tức kinh dâm không có, mình mới cho là mình nằm như vậy để mình coi. Tù góc sườn hoành, các vậy có thể thấy được những cái rãnh liên thì nha. Trường hợp này là thấy là dày rãnh liên thì. Rồi, đây là một trường hợp mà tràn gì các bạn? Tràn khí màng phổi hay là tràn dịch màng phổi? Và đây là một trường hợp như thế nào? Mà nó chụp đúng hay không? Nó chụp nằm hay là chụp chụp nằm hay là chụp đứng? À. Đây là chụp đứng không? Một bên tràn khí và bên tràn dịch không? Biết cái này là cái gì không? Cái đó là khí quản. Khí quản cô ơi, khí quản. Khí quản nó bị đẩy lệch bởi vì tràn dịch quá nhiều, nó đẩy. Một bên tràn dịch quá nhiều nên đẩy sang bên kia, còn một bên tràn khí nên gây sợ phổi. Khí. Nhưng mà cái người mà bị tràn dịch này á là tại vì nó nhiều quá nên nó đẩy cái trung thất về qua bên và bên phải nha các em. À, còn tại sao vậy? Cái này tôi nói là cái xương đòn nó nằm ngang, mà tại sao hồi nãy có em nói là đứng? Như vậy cái này là đúng là đứng hay là nằm ngang? Ý là đúng là đứng hay là nghiêng? À, phải đứng hay là nằm? Đứng á nha. Tại vì cái xương sườn, ý xương bả vai nó tách ra, nhưng mà bệnh nhân bị kéo lệch kia trung thất nên làm cho cái xương quai xanh nó cũng nghiêng theo luôn. Chứ người này là tràn dịch lượng nhiều, đâu có cần phải chụp nghiêng như chụp nằm nghiêng nữa, hiểu không? Rồi bây giờ mình coi tới các rãnh liên thì. Các rãnh liên thì của mình á thì cái này là được mô phỏng cho mình thấy cái rãnh liên thì của mình á nó được phân chia ra như vậy. Thì đây là rãnh liên thì của mình đây. Rãnh liên thì lớn và rãnh liên thì bé, và đây là rãnh liên thì chính. Nếu mà nằm nghiêng, ý nếu mà phim nghiêng á thì các bạn sẽ thấy như thế nào biết không? Mấy bạn sẽ thấy rằng đây là rãnh liên thì lớn và đây là rãnh liên thì bé của chúng ta. Phim này là phim nghiêng phải ha, hay nghiêng trái, nhìn coi có thấy rõ cái đường song song hay là đường chéo không? Thật ra đây là đường song song nha,
đây là bóng khoảng sáng sau sinh ức và đây khoảng sáng sau tim. Mình chia phổi, đây một cái lá phổi của hai lá phổi của mình phải chia nó để mà mình đọc. Thì người ta chia thật sự là người ta trước kia người ta dùng cái trong bài học mà mấy em tôi cũng đưa cái cuốn của mấy em á, cái cuốn đó nó hơi xưa nhưng mà mấy em sẽ học theo cuốn đó, tức là khi làm câu hỏi mấy em có thể mở cái tài liệu ở trong cái cuốn đó đó, mấy em coi mấy em viết ra đó ha. Thì chia theo cái phần này phần, chia làm bốn phần, còn bây giờ mình học thì mình chia làm ba phần, phần này là phần đỉnh, phần giữa và phần dưới ha. Đây là phân vùng phổi để coi, còn nếu mà mình có thể thí dụ như ở đây thì em mấy em dám nói với tôi này là thì đái không, đâu có nói thì đái được phải không, thì giữa ý thì trên, thì giữa và thì dưới, ở đây em dám nói là ở đây dưới không, là bị đòn nha, ở đây là tổn thương, ở vùng này là vùng 4-5 tức là vùng của thì giữa nha nha, còn ở phía gốc dưới này mới là thì dưới đây nha, hồi nãy cái hình kia đó mình coi, còn này là ta phân vùng phổi, còn cái kia là thùy thùy, còn này phân vùng phổi để mà mình xác định bệnh nó nằm ở cái tổn thương nó nằm ở cái khu vực nào, còn cái kia nếu mà đã nói là hội chứng thì giữa là biết là nó nằm ở đây, hoặc là hội chứng thì giữa thì chỉ nằm đây thôi, tại bên này đâu có thì giữa, còn nếu mà người ta nói là tổn thương vùng đỉnh thì ở đây, còn ta nói tổn thương thì dưới thì ở đây, chứ đừng nói ở đây nhìn vô nó có tổn thương ở đây thì dưới nè, tại này dưới nè, không phải. Cái này là còn cái này là phân cái vùng phổi, cái vùng trên, vùng giữa, vùng dưới ha. Hay là mấy em nói là vùng thấp đi, lơ vợ cũng là thấp. Thì cái nhánh mà hồi đầu tiên mà tôi nói em là lúc ban đầu á, nếu em nào xuyên thì nên học cái này để mà nó giúp ích cho mình nhiều lắm ha. Thì từ đó mình mới đưa ra cái phân thì đây, mình học rồi bây giờ mình nhớ phân thì của mình như thế nào. Ở bên phổi bên phải thì mình có ba thì trên, thì giữa và thì dưới. Thì trên thì đây là đỉnh trước và sau, còn ở này là trước và sau ở thì giữa, và thì dưới thì là đây là phía sau đỉnh dưa, này gọi là đỉnh của thì dưới, đỉnh của thì dưới, phân thì đỉnh của thì dưới, nghe tên là ao. Và phía sau nè, con này ở giữa, ở trung gian nè, con này trước đây. Nếu mà em chụp thẳng vậy thì em sẽ thấy rằng em sẽ thấy được cái số 1 nè, số 3 nè, còn số 4 đến 5. Do đó mà cái phim của mình ở đây nè, mà em nào mà lỡ dạy mà nói con thầy, em thấy có cái tổn thương ở thì dưới nè cô, mà nó nằm ở ngay đây là chết đòn nha. Nếu mà em nói ở vùng dưới thì còn cho phép, còn đã nói thì là thì giữa, nghe chưa? Đó, thì giữa, còn thì dưới là nó ở khúc này thôi. Đó, này là phân thì đỉnh của thì dưới, nhớ chưa? Còn bên này thì biết rồi, mệt quá, ngừng chút uống miếng nước đã. Chào phải không? Bây giờ mình xoay nó, mình tiếp tục coi nó. Thì đây vẫn là 1, 3, 2, 4, 5. Hồi nãy mình không thấy 9, bây giờ mà mình xoay gì thì mình sẽ thấy được cái 8 nó nằm đây. Không còn thấy cái 9 với cái 10 nữa. Tức là mình còn phải coi cái độ xoay của nó để mình so sánh ha. Coi như thì giữa nè, nguyên cái vậy nè. Đừng dại dột mà nói đó là thì dưới nha. Nhìn cái phân vùng nó khác. Đây là một cái sơ đồ phân vùng mà phân thì của ông thầy tôi đưa cho mấy em học. Đỉnh nè, giữa nè, dưới nè. Hơi buồn ngủ rồi đó.
đây là một cái hình mà mấy em nên học đi. Đây là ở bên thì bên phải, thì đây là đỉnh, đây là giữa, đây là dưới. Nếu mình có một cái phim mình coi thì mình biết ở đây là phần giữa của người ta nha. Còn này thì nguyên cái này gọi là trên và dưới ở bên trái. Thì cái phần mà ứng với bên bên giữa của mình á, thì ở là ngay đây nè. Thì nó là có cái thì gì mấy em biết không? Thì trước của thì trên. Thì trước trên. Đây thì phân thì trước ở thì trên. Hoặc là phân thì lưỡi của thì trên. Nha. Hoặc là mấy em học theo cái hình này cũng được. Cái hình này nó cho phép mình thấy được cái rãnh liên thì. Rãnh liên thì chính và rãnh liên thì giữa minor, tức là bé. Ha, và đây là cái rãnh liên thì chính ở bên phải trái. Chính không có phụ, con này lớn và bé. Đây là cái này thì nó dễ lắm. Nó ngang như vậy, em coi đi. Nó dễ lắm, cái này em dễ học lắm. Nó ngang như vậy, thì trên này toàn bộ này thì trên, đây thì dưới. Còn ở đây thì nhớ, đây là cái thì gì? Cái đây là cái rãnh liên thì lớn và đây là rãnh liên thì bé. Thì ở trên này thì trên, thì giữa và thì dưới. Dễ không? Dễ học. Cái đó là mô phỏng cho mấy em học. Rồi. Thì của mình á, thì ở đây là thì tại sao mà học cứ phải nhắc nhở, tại vì đã có nhiều người đọc sai phân đoạn lắm. Đây là thì gì? Thì trên. À, thì nếu mà chụp phim nghiêng thì đó là nghiêng. Này là nghiêng gì mấy em biết không? Nghiêng gì? Thử nói coi nghiêng gì. Nghiêng phải rồi. Nghiêng trái. Nghiêng trái rồi. Nghiêng trái rồi. Nghiêng trái. Nghiêng trái. Nghiêng ai nói? Chị nào? Chị tên gì? Em tên Mai cô. Em tên Mai. Mai Ngọc Mai. Còn ai nói nghiêng trái nữa? Em nói nghiêng trái cô. Em tên gì? Em tên Nguyễn Minh Thương cô. Còn ai nói nghiêng trái nữa không? Công Bình cô. Công Bình nói nghiêng trái. Vậy còn chỉ có Khắc Bình là nói nghiêng phải phải không? Rồi, mấy đúng rồi cô. Chỉ có mình anh Bình đúng rồi. Tôi giáo bộ tôi cứ đưa lên vậy cho mấy em cố tình mấy em thấy là tưởng là chéo. Thật ra nó là đi đường như này nè. Ở đây không thấy cái này chữ R của người ta luôn hả? Ai đó. Cái này là nghiêng phải ha. Thì nó cái này là đỉnh nè, thì trên nè, thì đây là thì trên nè, trên phải. Rồi. Thì này là thì gì đây? Nếu nhìn ở đây thì đây là thì gì đây? Chị em đúng rồi. Đúng rồi, chị em L này là lơ là thì dưới. Thì nhìn qua đây là thì dưới nè, thấy không? L là thì dưới. Tại mình có cái đường này nè, mình nhớ rồi. Nè, nó song song nè. Từ nãy tới giả bộ tôi cứ đưa về trên nhìn nó tưởng. Rồi, từ đây mình đưa mô phỏng ra, từ đây mình đưa ra thì đây là mấy thì giữa nè. Đó, thấy không? Nên là mấy bạn sẽ nhìn thấy, ủa cô sao mà thì dưới nó bự như vậy nè, rồi còn thì giữa nó như đây vậy, nó ăn nó nhầm vô hả? Đã nói nhiều lần với mấy em rồi, ở đây là thì giữa, còn ở góc này mới thì dưới. Chị em mà là Mindo Builder thì đây là thì đây là chéo nè, giờ vuông nè, đây là thì giữa. Rồi, bên trái nè, bây giờ coi nè. Cái này mới rõ là bên trái nè, đó. Rồi, thì cũng coi vậy ha. Bên trái thì dễ quá, trên, dưới, rồi. Qua được chưa? Bây giờ mình học tới, mấy em cho chị uống. Mấy em coi cái đi rồi chị sẽ nói.
Nói chung là mình học tới mấy cái này dấu hồi sáng như này nó ha na ná, nhưng mà là tại vì chị muốn ghép vô để cho mấy em học, để cho mấy em nhớ bài, có thể là sau buổi sáng này mấy em thuộc luôn rồi. À, bây giờ tới nhu mô phổi thì trước tiên muốn học vô nhu mô phổi thì nhớ được những ký khí quản nè, tới D4 tách ra thì bên phải là cao hơn bên trái nè, cái quản phải nó cao hơn ha, nó chia là ở đây đề D4 nha mấy em. Thì ở đây á, là nó xuống á, là nó như thế nào các em? Nó 45 độ, còn bên đây á, nó thấp hơn nhưng mà nó là 75 độ. Nên hồi sáng có em Bình, thì phải các em Thanh Bình nó nói á, là khi Thanh Bình hay là Vũ Anh Thạch, làm như Vũ Anh Thạch chứ, nói là vì cái góc nó 45 độ nên nó dị vật hay là cái gì mà nó rơi xuống hoặc là vi trùng nó vào thì nó đi hướng thế, tại vì mình thấy được vặn vật hấp dẫn thì nó đi xuống, nên là nó thường hay tổn thương ở vùng thì dưới của phổi bên phải ha. Như vậy thì tôi có một cái này tôi đố, tại sao mà bệnh nhân mà bị lao á thì nó lại không có phải lao, tổn thương lao ở đáy phổi phải mà ở đỉnh phổi phải. À, hầu như là vậy. À, thử suy nghĩ đi, rồi tuần sau trả lời nha. Như vậy thì phế quản của mình nó như thế nào? Khi mà xuống tới đây thì phế quản của mình từ dày nó mỏng mỏng ra. Nó mỏng và nó phế quản nó đi song hành với động mạch, nên phổi nó hai cái kích thước nó cùng giống nhau nên nó tạo cho mấy em cái hình gọi là hình ống nhòm ha. Hình ống nhòm là hai cái cầu tròn, một cái là phế quản, một cái là động mạch phổi. Đây cái cây phế quản của mình nè, khí quản nè, cây khí phế quản nè, tới đây cái này là cao hơn 45 độ, to hơn, đường kính to hơn, cái này 75 độ ha. Rồi đi vào thì cái này đó ở D4 gốc carina này sai rồi nha, 55 độ với 70 độ là từ 55 đến 70 độ là vùng gốc carina. Thì cái khí quản của mình nếu mà vẽ như vậy thì mấy em sẽ thấy có những cái dải mờ, những cái dải mờ ở cạnh khí quản, và ở đó là có những cái đường gọi là đường mà mấy em học có 8 đường đó phải học đó. Và ở đây nè, thấy cái góc này không đó, ở đây mấy em sẽ có một cái gọi là rãnh arteriosus, rồi chữ arteriosus sẽ giải thích cho mấy em sao có rãnh arteriosus là nó cong vậy, nó cong quẹo xuống vậy ha. Rồi bây giờ cây phế quản cũng như hồi sáng mình học thì nó chia ra nhiều phân thì nhỏ đó. Cái này thì học không? Coi chơi màu sắc cho nó tỉnh ngủ, tại vì cô nói nhiều quá, coi cho nó tỉnh ngủ. Chứ học là học cái hồi đầu chỉ cái đó nó học được rồi. Dĩ nhiên là ở bên phải thì có cái thì số 7, còn bên trái không có thì số 7 à, và thì lưỡi này là nó nằm ở trên cái nhánh này là nhánh gì? Nhánh của thì trên, còn cái này nhánh của thì dưới. Cái này nó xuất phát từ nhánh thì trên nha, chưa nhớ không? Thì lưỡi là của thì trên, còn bên thì bên phổi phải thì nó có cái số 7, còn bên đây không có số 7. Mấy em hỏi tại sao vậy cô, tôi cũng nói tôi cũng biết nữa, người ta phân tạo hóa cho ra vậy, rồi mấy nhà khoa học coi và phân tích nó là quy định như vậy, mình chỉ học theo vậy thôi. Bây giờ nói cô em muốn bỏ cái phần thì số 7 này à? Không, sẵn đây nói luôn, đôi khi nó có những cái là số 7 nó có nhảy qua đây à, gọi là giống như là không phải là đảo ngược phủ tạng nha em. Cái vấn đề đảo ngược phủ tạng là biết rồi, nhưng mà đôi khi nó có những cái gì gọi là cơ địa bẩm sinh á, thì số 7 không nằm đây nhưng mà nó lại nằm bên này, tức là ở cái thì dưới ở bên này tự nhiên nó phân ra có một cái phân thì nhỏ đó là số 7, còn đây nó không có vậy nha. Đôi khi giờ mình học tới mạch máu phổi. Mạch máu phổi thì các em chỉ nhớ cho chị là nó ra tới ngoại biên là 1.5 cm thôi à, mạch máu phổi nó phân bố mật độ và khẩu tính á, thì nhớ câu là khẩu tính nó sẽ tăng dần khi xuống thấp, tức là lúc đầu á thì nó to,
nhưng mà xuống càng dài nó càng to lên ha, xuống thấp. Cái phân biệt khó là ở rốn phổi và đái phổi đó, thì là người ta chỉ mình một cái phân biệt giữa động mạch và tĩnh mạch, nó khó phân biệt đó. Là cái động mạch thì đứng còn tĩnh mạch thì ngang cho cô. À, động mạch thì đứng, tĩnh mạch thì ngang. Cái hình này vẽ vậy chứ coi ra cái hình này sao mà thấy đó. Nhưng mà bây giờ nè, động mạch thì đứng, tĩnh mạch thì ngang. Động mạch thì đứng, tĩnh mạch thì ngang. Cái này cung cấp máu tại phổi là nó, cái hình nó như vậy nè. Cái động mạch đi vào đây, tĩnh mạch vào đây, nó ở đây là cái túi phế nang của mình. Nó sẽ trao đổi khí với nhau, nó trao đổi khí với nhau ha. À, rồi nó đi theo, nó đi ra. Thì động mạch, nhớ là động mạch đứng, tĩnh mạch thì ngang là một cái. Rốn phổi bên phải thấp hơn rốn phổi bên trái. Rốn phổi bên trái cái hình nó chụp hình ra thấy hình chữ C nè, hay là giống như dấu phẩy nè. Còn rốn phổi bên trái, bên phải thì nó lại là hình rẽ hoặc cánh, nhưng người ta tỉ cắt ngang. Rồi, còn thêm nữa, ở vùng rốn phổi rất ư là... Đã qua hú rồi mà. Không. Vùng rốn phổi á, nó rất ư là khó chịu. Thứ nhất là dây thần kinh nó vào, thì ở những rốn phổi là dây thần kinh số 10, gọi là dây thần kinh lang thang á, dây thần kinh phế vị á, đã là phế vị, phế là phổi, vị là dạ dày. Như vậy có nhiều người vô tình nghe dây thần kinh số 10 là dây thần kinh lang thang, tức là dây thần kinh phế vị, thì cứ nghĩ như vậy mà cô lại nói tất cả dây thần kinh đều đi vào trong rốn phổi. Rốn như vậy thì rốn thận là có dây thần kinh phế vị nha. À, dây thần kinh phế vị những rốn nào cũng đi, rốn gan cũng có, rốn phổi, rốn rốn thận cũng có, nhưng mà rốn phổi nó không có vào, nhớ chưa? Nhớ giùm tôi cái điều đó, dây thần kinh lang thang không có đi vào trong rốn phổi. Mà ở rốn phổi nó được phân bố được là nhờ dây thần kinh ở phổi, tại phổi phân bố vô, nó không có đi vô đó. Dây thần kinh lang thang có đi vào trong phổi vô mấy cái nhánh khác, nhưng mà nó không vô trong rốn phổi. Chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai là rốn phổi thì động mạch đó là đi vào nuôi nó đó, là ngoài cái động mạch rốn ha, thì cái động mạch mà đi vào nuôi nó đó là động mạch thì trên. Nhưng mà động mạch mà tĩnh mạch mà nuôi nó lại là tĩnh mạch thì dưới hoặc là thì à, học rồi phải học cái đó, nó hơi nhức đầu một chút. Nhưng mà nhớ thần kinh đi vào, thần kinh lang thang là thần kinh số 10, tất cả các rốn nào nó cũng chui vô, nhưng mà rốn phổi nó không có chui vô, nhớ chưa? Bây giờ máu của mình thì chắc chắn là máu mà nuôi nó đó, ở hai bên phổi là đối xứng tưới máu vô. Tại vì ở tầng nhĩ thắt phải nè, thắt phải có động mạch phổi đi vào để tạo thành cái tiểu tuần hoàn á, thì nó vô hai lá phổi ha, nó phải tưới máu đều hai bên chứ không lẽ tưới nào bên này. Mặc dù bên này hai thì bên này ba, hai phân thì bên này ba phân thì, nhưng mà nó vẫn tưới đều hai bên hết. Đó, em thấy không? Tưới đều hết. Kích thước mạch máu, nếu như mà cái phim nằm ngửa mình sẽ thấy cái kích thước nó bằng nhau hết. Còn nếu như mà phim đứng thì các bạn sẽ thấy ở trên là 1, ở dưới là 2. Nó ứng với cái điều mà nãy chị nói mấy em, là mật độ và khẩu kính nó tăng dần cái kích thước á. Khi mà xuống thấp, càng thấp nó thì nó càng to ra, hiểu không? Thì bây giờ người ta phân biệt cho mấy em kích thước mạch máu. Nếu như mà bạn đứng thì ở trên nhỏ hơn, ở dưới to hơn đường kính. Còn nếu mà nằm thì nó phân bố đều hai bên rồi. Nằm thì nó phân bố đều hai bên ha, ở trên dưới. Đây, rốn phổi thì do động mạch phổi tạo nên. À, hai bên rốn phổi, bên phải hình nửa tỷ sóng tới đây, đâm đầu rộng bằng nhau. Động mạch phổi đi vào rốn phổi như thế nào? Đó, hình ảnh nè, từ cái chỗ này nè, từ cái chỗ này nè, nó được phóng lớn là động mạch phổi đi vào trong rốn phổi. Có
Còn tĩnh mạch phổi là đi, đi tĩnh mạch phổi đi và vào vào nhĩ trái của mình á, nhĩ trái của mình là bốn cái tĩnh mạch phổi. Do đó mà tĩnh mạch phổi màu đỏ hay màu màu đen. Vào nhĩ trái vậy là màu đỏ. Mạch... giỏi. Anh Khách Bình lên quá, hồi nãy giờ tôi chưa thấy anh Imon. Imon hả Bình? Imon. 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 Tôi chưa biết đầu tên anh, nhưng mà tôi biết anh là mai mốt mà tôi ra, tôi hết giãn cách mà tôi ra đó là coi cái phòng mạch của anh nha. Nói vậy chứ anh có đồng ý với anh Bình không? Tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch phổi sau khi làm đại tiểu tuần hoàn thì nó đi vào nhĩ, nhĩ và nhĩ trái, chỉ này chỉ vào nhĩ trái. Như vậy thì tĩnh mạch phổi của mình nó là máu đỏ hay máu đen? Máu đỏ hay máu đen bạn? Anh Imon gì đó, tôi không hỏi anh Bình nữa, anh Bình nói có khi không đúng. Giờ anh Imon nói đi, đứa con của núi rừng. Em trả lời được không con? Nói. Tôi muốn anh em nói chứ tôi đâu muốn mấy em nói. Không nói hả? Không nói là trừ điểm nha. Rồi, rồi chi? Nói đúng rồi đó. Máu đỏ nha. Tại vì nó lấy oxy rồi, nó thải CO2. Như vậy liên quan đến cái thành phần rốn phổi á, là ta thấy động mạch á, là động mạch ở thì trên mà tĩnh mạch thì dưới ha. Rồi. Như vậy mà phân tích một hình ảnh bình thường là các bạn nhớ dùm cho tôi xương sườn, cán ức như hồi sáng học, khí quản rồi phế quản, chính phổi, động mạch đồ nữa chứ không phải là sườn ha. Rồi cái này thì để khi mà học về phổi bên rồi ba chứ, với em đợi chị trước nha, có khách vậy.
chào các em. Do đó mà cái này mình để mình học bên tim mạch nha. Là chị nói rõ hơn cái đường các bách ở cái vùng những cái độ cong ở của tim ở bên dưới phổi ha. Rồi do đó mà so sánh hai đống phổi thì là động mạch phổi bên phải á, à, và trái nó cao, nó nằm ở phía sau. Còn rốn trái á, động mạch phổi thì nó ở giữa trên, không phải ở giữa dưới. À, cái này để học bên tim mình sẽ thấy luôn cho nó rõ. Đây là động mạch của phổi phải trái và trên xuyên nghiêng thì nó nằm ở góc này đây nha, rất là khó thấy đó, chiếu lên này, cái này của chị để hơi dài quá, nó nằm ở bên này nè. Động mạch phổi ở rốn ở bên phải và động mạch phổi rốn bên trái. Động mạch phổi ở rốn bên phải trái, động mạch phổi rốn bên phải. Hai cái động mạch này nó được chiếu lên thì em thấy là bên phải á, thì nó nằm thấp, bên trái nó nằm cao. Thì ứng với cái hình này, nhưng mà cái hình này là để học lúc tim mà mình sẽ thấy luôn, tại vì cái này là vùng tim nữa nó ha. Nha, cái này là nó tới đây thôi, cái này chị vẽ hơi dài. Hồi nãy mấy em học phân cái vùng từ trên xuống dưới của phổi là đây là đỉnh, đây là giữa và đây là dưới. Còn bây giờ mấy em phân cái vùng này là vùng rốn phổi, vùng này là vùng cạnh rốn phổi và vùng ngoài là vùng ngoại vi. À, tức là từ ngoài màng phổi vào 4 cm, tức là đây là đoạn ngoại vi nè. Màng phổi là tức là nói ở cái màng lá này là lá tạng nha, chứ không phải lá thành. Từ lá tạng vào đây 4 cm là vùng này vùng ngoại vi, còn vùng này là vùng cạnh rốn phổi và vùng này là vùng rốn phổi. Tại sao có những cái sự phân chia này là để mình học về cái vùng trung thất. Chị giải thêm chút là trung thất là chiều mình học ha, tim mạch máu của trung thất đó, chuẩn bị học qua trung thất rồi. Động mạch lên, tĩnh mạch trên, động mạch chủ lên, và thành ra này để học về tim luôn. Động mạch phổi trái, thắt phải, động mạch chủ ngực đó. Phải cái này phải học á, để học. Thì cái này mình nhìn á là mình biết ngay là này bên phải, còn này bên trái. Một cái rãnh liên thì lớn, còn này rãnh liên thì bé ha, là rãnh thì lớn và rãnh thì bé, còn này rãnh liên thì chính. Rãnh liên thì chính ở bên trái, còn bên phải là rãnh liên thì lớn và rãnh liên thì bé. Rồi nếu mà ở cái tim đó mà nghiêng á, mình phân tích cái đường đi của nó. Cái này chị không cần bắt các em phải thuộc lòng, nhưng các em phải có thời giờ mấy em ngồi coi để mấy em mới nhận định được dùm cho chị là cái nào là động mạch ở trên, tĩnh mạch, động mạch phổi trái, động mạch phổi phải á. Nó quan trọng lắm ha. Rồi bây giờ trung thất thì thôi mình nghỉ nha, chiều mình học tiếp trung thất. Hay là muốn nói sơ sơ luôn? Nghỉ đi cô ơi. À, nghỉ đi ha. Thì mấy bạn hồi sáng vô trễ mà giờ nghỉ lớp, bây giờ còn 8 ba. Nhưng mà thôi không sao. Ba lớp trưởng cũng điểm danh giùm chị. Ngoài trừ là chị cũng coi cái chat này để chị biết, nhưng mà chat thì là toàn là điểm danh có người không mà, còn không có người là tôi đã hỏi, tôi được lọc loại ra được vài người ha, nghe hỏi không trả lời. Rồi chiều mình học tiếp, rồi chiều mình sẽ còn học tới cái bài gọi là giải phẫu X-ray của lồng ngực này ha, là phổi. Rồi từ chắc là không đủ thì giờ tuần sau sẽ là tim. Như vậy thì chị muốn hỏi mấy em á, là mấy em có muốn là chị dạy cái bài giải phẫu về phổi rồi đến cuối tuần sau, là tại vì mình không có ôn tập như là thường, là mình chỉ có cái buổi để ôn tập rồi sau đó là chị cho mấy em tới kinh nghiệm, còn giờ là mấy em đâu có ôn tập, mấy em sẽ vào luôn. Mấy em sẽ vào luôn.
dạy xong rồi sao cho câu về tự mở sách vở ra ghi tự luận mà. À, thành ra là chị